chiếc tục bô đi xuống chắc Mỹ ở đây nha các bạn. Xuống nha. Để xuống nắm ở đây nè. Để cho công chỉ chắc ở đâu để chắc đồ trong chắc rau á. Chuyến này đi dọn lại hay rồi các bạn. Sơn cả bô lại nè. Ghê luôn ha. Rồi bây giờ chút xíu nữa mình làm quay về chắc dài dài ra nè các bạn. Chiếc này cái canh ti nó nổ cái tiếng bô cái đá các bạn. Có nhiều chiếc đi ra nó hạ xuống liệt thấp cái đầu nó mới hú lên. Còn cái chiếc này thì nó nổ kiểu này. Đóng gì đó, hai ba đóng nữa xong. Chở nhiều ha. Công nhổ mì thì công nhổ với xe chở tính luôn là cho lái các bạn thì khoảng 400 ngàn ha, 400 ngàn tấn. 400 ngàn, 400 ngàn một tấn thì trừ xe ra 120 công còn 208 không? Đó là xe chở 120 một tấn. Vậy là này ảnh quay lên chắc thêm nữa hay gì chứ chưa có ra. Hay là ra luôn đây mình cũng không biết nữa. Chắc ra luôn, ra luôn hồi quay lên chiến nữa. Chứ cái này giờ chiến không hết. Tính ra chiếc trả tấn 120. Tấn 120 mà ngày khi dính lầy ha, này kia trả chừng 2 vuốt rồi có 6-7 tấn không. Cũng đâu có nhiều tiền đâu các bạn. Tiền dầu, tiền tài xế rồi tiền xe hư cái gì chứ anh em than dữ lắm, kéo một cả không ăn uống gì chơi thì nói chung tại vì cái nghề mà không lẽ giờ có xe để nhà thì đậu không cũng đi kéo, đi kéo thì thấy vậy chứ thật sự ra nó cũng không có lời bao nhiêu đó. Rồi tiền sửa xe không cũng muốn hết rồi. Lấy mấy cái đống gần gần ha. Cái ga là đậu trên lậu luôn, đậu trên lậu là chắc cây chắc hết luôn á.
cân nữa. Giác lần hết luôn ha. Hả? Chiến nữa. Chiến nữa hả? Này à, cầu sau cầu bị pha nha các bạn. Anh có dừng lại chắc thì để mình quay cái tục bô cho các bạn xem nha. Chiến nữa mới xong không? Cầu bị pha. Tục bô này anh lên dạng tục bô ngoài luôn nè. Đó. Đó. Anh lên lâu rồi, tại cái bô inox quá nhìn nó sáng. Nhưng mà lên ngoài thì đã không? Lên ngoài thì nhìn giống 925. Vỏ này vỏ lên bánh lớn rồi, 13 luôn rồi. Đó, nhìn đẹp không? Rồi nãy giờ chất thêm một ít nữa nha các bạn. À, chất thêm ít nữa, bây giờ là bắt đầu là xe ga nè. Cái này là hồi sáng kéo là chiếc pho kéo nha. À, chiếc pho kéo nó bị hư. Nên nó là cái anh chủ xe này là chỉ qua là đi vớt phụ một chuyến thôi. Còn bây giờ tới chuyến còn chuyến nữa là xe khác vớt, chứ không phải xe này vớt nữa nha. Xe khác vớt, mình đánh đại coi xe khác là xe gì tới để mình quay cho các bạn xem clip nữa. Rồi, bây giờ anh ra nha các bạn. Cái video này kết thúc đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Rồi, thôi bye bye các bạn nha.